Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung thực hiện giám sát công tác phòng chống COVID-19 tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo báo cáo của phường Mỹ An, trong thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện các chùm ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối, cảng cá Thọ Quang, lò mổ Đà Sơn. Toàn phường có 143 F0, 228 F1, 742 F2 và 599 F liên quan. Ủy ban Nhân dân phường đã thực hiện cách ly y tế với 15 vùng cách ly y tế và 5 vùng phong tỏa mềm. Phường đã tiến hành 5 đợt xét nghiệm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách, đảm bảo độ phủ 100% toàn thể hộ gia đình và những người tạm trú trên địa bàn. Đến thời điểm này, phường đã dỡ bỏ 14 khu phong tỏa cách ly y tế, chỉ còn 1 điểm trên tuyến đường Mỹ An 18. Bên cạnh việc cấp phát kịp thời gói chính sách hỗ trợ của thành phố, của trung ương, phường đã chuyển kịp thời nguồn tiền hàng hỗ trợ của các tổ chức cá nhân đến với bà con vùng cách ly y tế, hộ nghèo, hộ chính sách, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng người nước ngoài đang trú tại địa phương. Ban điều hành khu dân cư và 75 tổ dân phố đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm tại các hộ gia đình. Tính đến nay, phường đã thực hiện tiêm vaccine cho 2.247 người dân. Từ phường thuộc vùng đỏ có nguy cơ rất cao, đến nay phường Mỹ An đã chuyển thành vùng vàng và chuẩn bị chuyển sang vùng xanh từ ngày 8 tháng 9, nếu không có phát sinh gì thêm về dịch bệnh. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của phường Mỹ An trong thực hiện phòng chống COVID-19 thời gian qua, mong muốn địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm soát chặt các khu dân cư, đặc biệt là các khu chung cư. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý địa phương cần thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Trung ương, thành phố đối với người dân, lao động mất việc, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, không để xảy ra sai sót, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tiêm vaccine không đúng đối tượng.